Hôm nay tôi sẽ là thú cưng của một cameraman và tự chế tạo bản thân của mình thành Spider Titan Camera Monster. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Chào các bạn. Như tựa đề, ban đầu tôi là một thú cưng camera. Tôi được chủ nhân của tôi, tức là một cameraman nằm ở trước mặt của tôi đây nè. Chúng tôi đang đi tuần tra biên giới thì đột nhiên xuất hiện những vật thể tròn ở trên trời. Từ những vật thể đó, vô vàn quái vật ngoài hành tinh tấn công và giết sạch chúng tôi. Tôi may mắn được chủ nhân của mình che chở, thế là sống sót. Không ổn rồi, tôi phải báo cái chuyện động trời này cho chúa tể của chúng tôi biết mới được. Nhưng đường quay về căn cứ rất là xa. Tuy tôi sống sót, nhưng người của tôi đang bị hư hỏng rất nặng. Không ổn rồi, phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Hả? Một khẩu súng camera. Đúng rồi, tôi sẽ phân rã khẩu súng này ra, lắp ghép vào người của tôi để sửa chữa những phần hư hỏng, đồng thời thao lắp bình của nó thay thế vào người tôi để tôi nhận thêm một nguồn năng lượng mới. Sau đó tôi cũng đã bắt tay vào việc và thực hiện theo từng bước tự sửa chữa, khôi phục theo những gì mà lập trình trước đây chủ nhân của tôi từng cài đặt cho tôi. Kết quả, tôi đã có được một hình hài mới, trông nhanh nhẹn và to lớn hơn. Được rồi, nhanh chóng quay về căn cứ báo gấp chuyện này thôi. Di chuyển rất nhiều ngày, con đường về nhà không hề bằng phẳng. Đã vậy, trên đường đi tôi gặp vô vàn thú dữ, côn trùng dữ tợn. Bọn chúng nhìn thấy tôi nhúc nhích, tưởng tôi là thức ăn nữa chứ, liền hù ra cá bay muốn xé xác tôi. Cũng may nhờ sau khi sửa chữa cải tạo, năng lượng của tôi cũng đã đầy và khả năng chiến đấu vô cùng cao. Tôi cũng đã ứng chiến với bọn chúng một cách không mấy khó khăn. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục chiến đấu và kéo dài nhiều ngày như thế này, chắc chắn nguồn năng lượng trong cơ thể của tôi sẽ cạn sạch trước khi tôi quay về căn cứ của loại camera mất. Tôi phải nhanh lên, tiết kiệm sức lực, hạn chế chiến đấu và di chuyển càng nhanh càng tốt. Nhưng người tính không bằng trời tính các bạn à. Tất cả những hành động của tôi đã bị một thứ quái vật ngoài hành tinh xâm chiếm thế giới này để ý, và nó đã đuổi theo tôi, ngăn chặn tôi không cho tôi báo tin về quê nhà. Chết tiệt, thứ quái vật ngoài hành tinh này quá to lớn với tôi, nó rất mạnh nữa. Những đòn tấn công vật lý của nó khiến cơ thể của tôi muốn vỡ vụn ra. Không ổn rồi, năng lượng của tôi cũng đã bị chọt thủng. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây thì một lát sau, tự nhiên màn hình hoạt động của tôi lại được hiển thị. Tôi ngó trái, ngó phải, ngó lên trên, thì ra là một cameraman Lê đi tuần tra. Ông ấy nhìn thấy tôi nửa quen thuộc nửa lạ lắm nên đã giúp tôi thay một cục pin trong súng điện của ông ấy. Sau đó tôi tỉnh lại như thế này, tôi cũng đã bập bẹ kể với ông ấy tất cả mọi chuyện mà tôi đã nhìn thấy và muốn báo cáo về thế giới của loài cameraman. Biết được tình hình đang khẩn cấp, thế là cameraman tuần tra này đã quyết định tháo lắp hai cây súng mà ông ta cầm trên tay để thay thế, giúp tôi có thể hồi phục lại rồi tiếp tục đến căn cứ để báo cáo cho chúa tể cameraman biết. Với nhiều thiết bị hơn, nhiều năng lượng binh hơn, tôi đã được sửa chữa, chế tạo và cải tiến một cách hoàn toàn. Bây giờ tôi biến thành một spy camera monster to lớn. Hay lắm. Nhưng chuyện quan trọng, phải báo cáo tình hình biên giới cho chúa tể biết đã. Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn, tôi cũng đã đến được trung tâm của loại cameraman. Nhưng mà lũ canh gác ở đây nhìn thấy tôi là một sinh vật lạ, bọn chúng đã cản tôi lại, thậm chí còn coi tôi giống như là một kẻ thù vậy, xua đuổi tôi đi. Nhưng tôi bảo với bọn chúng, tôi chính là một thú cưng máy móc cho một cameraman canh giữ biên giới chế tạo ra. Bọn chúng không những không nghe mà còn cho tôi là kẻ gián điệp, định muốn giết chết tôi nữa. Mặc buộc tình hình quá gấp rút, tôi cũng đã chống trả bọn chúng. Cũng may, nhờ cơ thể sau khi được sửa chữa, chế tạo lại thành Spider Camera Monster, tôi mạnh mẽ hơn, dùng súng cường kích để tấn công và hạ gục từng tên canh gác, nhanh chóng tiến vào bên trong và gặp chúa tể thôi. Cuối cùng, bao nhiêu công sức, nước mắt, mồ hôi
mà cả máu nữa cũng đã được đền đáp. Tôi cũng đã nói tất cả mọi chuyện tình hình biên giới của loài cameraman cho chúa tể của tôi nghe. Ngày ấy cũng đã rất là tức giận. Không ngờ lũ quái vật ngoài hành tinh to ghen dám đến định thôn tính thế giới cameraman của chúng tôi. Sau đó chúa tể cũng nhanh chóng cho một đội quân tinh nhẹ tiến tới căn cứ nơi mà lũ người ngoài hành tinh đang chiếm đóng và sang bằng tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng. Nghe thấy thế, tôi đã xin chúa tể của mình cho tôi được làm quân tiên phong trả thù cho chủ nhân của tôi. Nhưng chúa tể đã từ chối, bảo tôi đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Tuy nhiên tôi không chịu, tôi thà tự tử chết tại đây chứ không muốn nghỉ ngơi, tôi muốn chiến đấu. Thế là chúa tể cameraman cảm thấy tinh thần chiến đấu của tôi vô cùng khắc phục, ông ấy rất là ngưỡng mộ. Ông ấy quyết định chính tay chế tạo thay thế giúp tôi trở thành một spider tái thành camera monster. Wow, nhìn tôi đẹp quá, nhìn tôi cứng cáp mạnh mẽ và trông rất ngầu so với tất cả những hình dạng trước đi. Tôi vô cùng biết ơn chúa tể và sau đó nhận lệnh ngày ấy cùng với đội quân tinh nhẹ đi tiến tới căn cứ của lũ người ngoài hành tinh. Mất rất nhiều ngày để di chuyển và tìm kiếm, cuối cùng chúng tôi đã phát hiện ra căn cứ chiếm đóng của lũ khốn kiếp độc ác đó. Bọn chúng ở đằng kia kìa, cùng với những phi thuyền vừa mới đáp xuống của bọn chúng nữa, tới đó và cho bọn chúng bốc hơi thôi. Cuộc chiến tranh này cũng đã chính thức bắt đầu, vô cùng thảm khốc, tiếng cháy nổ la hét khắp mọi nơi. Và cuộc chiến này kéo dài rất nhiều ngày, máu chảy, đầu rơi, những mảnh cơ thể văng tứ tung. Bên phía của lũ ngoài hành tinh gần như đã bị bên loại cameraman tôi tiêu diệt sạch sẽ. Tuy nhiên, bên phía của chúng tôi cũng có rất nhiều cameraman đã nằm xuống. Còn kia, tôi phải giết bọn chúng, báo thù cho chủ nhân của mình. Tôi thà chết, không để tên nào được sống sót. Thế là tôi cũng đã liều mạng nhảy vào trung tâm của bọn chúng, dùng hết toàn bộ sức mạnh khả năng của mình để càn quét tất cả. Và tất nhiên cũng đã bị bọn chúng đâm nhiều phát vào trong cơ thể, khiến những mảnh cơ thể của tôi văng vụn ra. Những quả binh đã bị chọt thủng, năng lượng tôi cũng đã yếu dần. Nhưng không, tôi có một khả năng đặc biệt mà được chúa tể của mình ban tặng, đó chính là tự sát tạo ra một vụ nổ. Gì thế này, sao tôi lại có thể tỉnh lại được chứ? Có kẻ nào đang ngồi lên người của tôi vậy? Chết tiệt, mau xuống đi, mau xuống khỏi người của ta. Sau đó tôi đã nghe một giọng nói ấm áp bảo tôi hãy bình tĩnh lại. Ở đây là thế giới cameraman, tôi sẽ không sao đâu. Bởi vì tôi đã trải qua một cuộc chiến tranh thảm khốc, cơ thể tôi đã bị hủy hoại hoàn toàn. Nhưng vì công lao của tôi vô cùng to lớn, đã tiêu diệt lũ người ngoài hành tinh, đồng thời vô cùng trung thành với chủ nhân, nên họ đã quyết định đem tôi về đây sửa chữa, cải tạo tôi thành một cỗ máy chiến đấu phục vụ cho chúa tể tái thành cameraman. Nghe thấy mọi chuyện như thế, tôi trở nên bình tĩnh hơn. Lúc này tôi lắng nghe những gì các kỹ sư cameraman đang chế tạo tôi bảo. Tôi chỉ trong quá trình thử nghiệm mà thôi. Bây giờ một cameraman sẽ điều khiển tôi ra ngoài để cho tôi thực hiện chiến đấu, coi kết quả như thế nào. Sau đó tôi được di chuyển ra ngoài tới một khu vực. Trời đất ơi, gì thế này? Sao nhiều lũ người ngoài hành tinh quái dị thế kia? Lúc này thì cameraman đã điều khiển tôi bảo rằng đây chính là những ấu chúa mà lũ người ngoài hành tinh định đem tới thế giới của chúng ta để sinh sản. Và trong trận chiến tranh lần trước, họ đã bắt được những thứ này. Bây giờ những thứ này trở thành tù nhân thí nghiệm của chúng ta. Vậy là tôi đã hiểu. Được rồi, nhanh chóng tiến lên thử khả năng chiến đấu với cái cơ thể mới hoàn toàn của tôi thôi nào. Không ngờ một mình tôi có thể chống lại lũ quái vật ấu chúa ngoài hành tinh này. Bọn chúng cắn xé cao, nhưng tất cả những đòn tấn công của bọn chúng không thể nào làm vỡ mảnh cơ thể của tôi được. Ngược lại, những thiết bị, những vũ khí từ trong người của tôi đã bắn ra hàng loạt viên đạn, khiến cho lũ quái vật người ngoài hành tinh này máu chảy đầu rơi. Từng con trong bọn chúng đã nằm xuống và la hét vô cùng đau đớn. Thật không ngờ tôi lại mạnh khủng khiếp đến như vậy. Vâng, đến đây là toàn bộ hành trình chế tạo sửa chữa của tôi, cũng như là toàn bộ nội dung giải trí của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.